Chào tất cả mọi người. Video này mình sẽ nói về cái vấn đề thay tụ trong bếp từ nhá. Cũng khá nhiều người quan tâm cái vấn đề này. À, tức là trong bếp từ nó có con tụ cộng hưởng và tụ lọc nguồn DC cho phần công suất ấy. Thì rất nhiều bạn bạn ấy hỏi như mình vừa đi sửa vài cái bếp từ mình nghỉ mình ngồi máy tính thì có cái bạn này bạn ấy xem cái kênh của mình bạn ấy hỏi mình cái vấn đề này này. À, bạn ấy hỏi là bếp tụ bếp từ có thể thay bằng tụ chạy quạt được không tức là thay bằng tụ quạt được không ấy thì rất nhiều bạn hỏi cái vấn đề này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề mình đã sử dụng những con tụ như nào cho nó bền và chúng ta cần quan tâm những gì để chúng ta thay nó để tăng được được cái độ bền nhá và lưu ý những cái gì đây mình lấy ví dụ trên những cái con tụ ngay bên cạnh mình nhé mình lấy vài con mình chụp ảnh để mình nói cho chúng ta tham khảo ấy thì trong bếp từ hai con tụ ấy thì là con tụ 5 uh, mi mình có nói là 5 mi và con tụ cộng hưởng là 0,33 0,3 nhé thì nó chỉ có hai con đợi đấy rồi tất nhiên là mỗi bếp thì nó sẽ có những cái dung lượng khác nhau nhưng chúng ta đa số chúng ta sẽ hiểu ấy tụ 5 mi là lọc nguồn 300V DC cho phần công suất còn tụ 0,3 thì là nó chính là tụ cộng hưởng có thể nó là 0,24 0,27 0,3 0,33 hoặc có thể là đến 0,4 mọi người ạ Tùy vào mạch nó thiết kế nhà sử nhà sản xuất họ sử dụng thôi, chúng ta cũng nên thay chuẩn hoặc sai khác một chút thôi. Thì với con tụ 5 mi nhá thì thông dụng trong bếp từ thì nó có hai cái thương hiệu hay sản xuất đó là tụ có thương hiệu là BM này này và cái tụ có biểu tượng của chữ C này mọi người này. Thì nó khá là thông dụng. Thì chúng ta nhìn nhá, với con tụ 5 mi này, đây là mình có một con tụ 5 mi này thì chúng ta sẽ thấy nó ghi là 275V AC tức là nó chịu điện áp AC là 275V và nếu mà điện áp DC nó sẽ chịu điện áp là 400V DC nhé mọi người nhé thì đây mình có một con tụ của bo ego này nó cũng là nọc nguồn DC nhé nó con này chỉ có 4,7mm thôi thì nhà sản xuất sẽ ghi luôn đấy là nó chịu 275V xoay chiều là AC này và nó chạy ở tần số 50 hoặc 60Hz mọi người ạ nó chịu được cái quan trọng mình muốn nói ở đây là chúng ta quan tâm đến cái tần số này năm 60 hz thì như vậy là với những con tụ lọc nguồn DC tụ 5 mi này thì nó không cần về cái tần số là nơ nắm bởi vì nó lọc nguồn DC thôi thì chúng ta mình khẳng định là chúng ta có thể thay tụ quạt được bởi vì đây mình có cái tụ quạt đây này, này mình có một con tụ 1,5 nhá thì giả sử như chúng ta không có con tụ 5 mi mà chúng ta sẽ lấy hai con tụ 2,5 mi Uh, của tụ quạt ấy, chúng ta đấu song song nhau thì tương đương sẽ ta, chúng ta sẽ có một con tụ 5 mi nhá thì uh, với con tụ 5 mi này uh, tụ chúng ta tạo ra tụ 5 mi mà dùng tụ quạt ấy, thì ở uh, tụ quạt ấy, thì nó cũng chỉ chạy tần số là 50 50 hoặc 60 hz với lưới điện của chúng ta thôi nhưng có cái điều ấy là nó chịu điện áp AC rất là cao 400V AC chứ không phải 275V AC nữa như vậy là nó sẽ ok hơn nhé Ok nhá mọi người nhé nhưng có điều ấy là chúng ta cần phải mua được những con tụ xịn tụ toại tốt chứ thế trên thị trường là đa số ấy là chúng ta mua toàn những cái tụ sản xuất tại Trung Quốc với giá thành rẻ lên ghi thông số này không chuẩn như đơn giản nhất nhưng con tụ này nếu mà tụ chúng ta tháo từ tụ từ, từ quạt ra thì nó chịu được ok 350V AC cũng ok rồi nhưng mà tụ nó ghi 450V AC chịu ấy. nhưng thực tế nó chỉ chịu được đến khoảng 250V hoặc đến gần 300V là nó đã chết rồi mọi người ạ bởi vì là nhà sản xuất họ vấn đề họ sản xuất được những con tụ mà chịu được điện áp cao tần số lớn ấy, thì là nó sẽ chi phí nó sẽ cao hơn rất là nhiều thực tế trong một số những cái bếp từ những cái bo ấy, thì con tụ lọc nguồn DC này có thể nhà sản xuất họ sử dụng hai con chỉ số nhỏ mắc song song nhau thì nó sẽ có tốc độ phóng nạp nó sẽ nhanh hơn thì là nó sẽ còn chạy ổn định hơn mọi người nhé nên do đó cái con tụ lọc nguồn tụ 5 mi này ấy, thì chúng ta thay tụ quạt nó ok nhưng cái vấn đề liên quan đến con tụ cộng hưởng này này thì mới là có vấn đề này tụ cộng hưởng nhé ở đây mình lấy ví dụ cho chúng ta tham khảo này có hai con tụ nhá mình cho chúng zoom đây cho chúng ta tham khảo này con tụ này con tụ là 0,33 mi này tụ cộng hưởng đấy và nó ghi là 630 V AC có giống ngã AC và tương đương nó sẽ chịu được là 1200 V DC mọi người nhé Thì con ở dưới này cũng như vậy, không khác gì này. Hai hãng khác nhau thôi nhưng mà chúng ta sẽ để ý ấy, là con tụ ở trên ấy, là nó có thể tận chịu được cái tần số là 50 kHz chữ chữ K này mọi người này còn con tụ ở dưới ấy, thì nó chỉ chịu được cái tần số là 30 kHz thôi thì như vậy chúng ta sẽ hiểu ấy, là nếu mà sử dụng con tụ 50 kHz này cho tụ cộng hưởng thì nó nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với con tụ chịu 30 này và đặc biệt chúng ta chụp cái ảnh mình chụp như này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là hai con tụ này kích thước hoàn toàn giống nhau nhưng mà con tụ 50 kHz này nó à con tụ 30 kHz ở dưới ấy, nó mỏng hơn mọi người nhé nó mỏng hơn con ở trên con ở trên nó dày hơn thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái sự cách điện này rồi là cái nhà sản xuất họ đã tính toán để mà chịu được tần số 50 hz thì nó sẽ to và dày hơn như vậy là nó sẽ tốt hơn và đặc biệt này khả năng là nó sẽ chi phí sản xuất nó sẽ đắt hơn mọi người ạ nhiều bếp nó lẩm lẩm thì nó không không ghi cho chúng ta cái này đâu nhưng mà đây cho mình lấy ví dụ trên những cái con tụ mình tháo từ bo xác ra ấy, thì chúng ta sẽ thấy là con tụ cộng hưởng nó khá là quan trọng nó ngoài điện áp chịu đựng là cao như này này và dung lượng ok như này này thì nó còn có liên quan đến cái tần số chịu đựng của nó cái tần số này nó sẽ liên quan đến sự phóng nạp của nó có nhanh hay không nó có chịu được ở cái mức phóng nạp cực nhanh của cái khi mà bếp từ hoạt động hay không ấy thì tần số nó càng cao thì tương đương nó càng ổn định nó càng tăng được cái độ bền mọi người nhé đây như con tụ này thì 0,4 này của bếp caso này thì nó chỉ chịu khoảng 30 kHz thôi mọi người ạ còn những con tụ 5 mi này tụ mi thì uh, lọc nguồn dc thì nó chỉ cần chịu tần số 50 hoặc 60 hz 60 hz với kino hz là nó khác nhau nhé bởi vì là khi con tụ cộng hưởng này ấy, nó kết hợp với mâm từ thì nó cứ phóng nạp với cái tần số cực cao mọi người ạ do đó mà nó phải chịu được cái tần số lớn như này như do đó mình khẳng định luôn nếu mà chúng ta lắp con tụ quạt này, cho cái tụ cộng hưởng này không bao giờ là nó chịu được nhé uh, chỉ lắp trên con tụ lọc nguồn này thôi lọc nguồn dc thôi nhưng mà chúng ta phải tìm được những con tụ uh, chất lượng tốt chứ tụ mua trên thị trường thì nó quá là lởm luôn. Kể cả những con tụ 5 mi, tụ uh, bếp từ này chúng ta mua trên thị trường vậy uh, do uh, họ sản xuất với chi phí giá rẻ uh, đến người tay của mình ấy, thì uh, nhà buôn bán họ bán hàng nâng giá lên rất là cao do đó chúng ta thay nó cũng nhanh rất là nhanh nổ rất nhiều bạn hỏi mình luôn là thay tụ nó cứ được vài hôm hoặc là ăn dòng cao cái nào nó nổ bởi vì là nó không chịu được cái sự đóng ngắt sự lạp xả quá nhanh khi bếp hoạt động à, lên bao nhiêu năm nay rồi mà mình toàn dùng bếp tụ tụ ra máy thôi hoặc nếu mà mình mua mình mua toàn mua tụ chính hãng nó có một số web bây giờ họ bán những con tụ là loại chất lượng tốt chính hãng ấy thì là nó sẽ rất là bền tất nhiên là chúng ta mua thì nó giá nó sẽ là cao hơn rất là nhiều so với những con tụ hàng trôi nổi mọi người nhé như vậy là qua video này mọi người tham khảo với vấn đề là những cái liên quan đến con tụ trong bếp từ nhá phần công suất nhá ngoài vấn đề về dung lượng điện áp chịu đựng ca ấy, thì riêng về con tụ cộng hưởng ấy thì chúng ta phải quan tâm đến cả cái tần số hoạt động của nó nữa tần số hoạt động nó càng cao thì càng tốt à, các nhà bán hàng bán những con tụ lởm ấy là nó không đạt được chịu được cái tần số đóng ngắt nhanh lạp xả tốt ấy, dẫn tới là nó nhanh chết đấy thực tế nhá ở trong các bếp bo bếp từ ego những cái bếp từ đắt tiền ấy thì những con con tụ liên quan đến lạp xả của cái phần đẩy kéo nó chạy Hapri là nhà sản xuất họ không sử dụng một con tụ nữa mà họ sẽ san ra thành nhiều con tụ nhỏ mọi người ạ đây mình cho mọi người tham khảo đây mình mở một cái video mình làm về cái bếp từ bốt này bê bò của bếp từ bốt này chúng ta sẽ thấy nhá đây chính là con tụ uh, 3,3 mi hoặc 4,7 mi nó lọc nguồn DC cho phần công suất đấy thì con tụ này thì nó chỉ cần chịu tần số 50Hz thôi. Ok nhưng đây chính là bốn con tụ nó liên quan đến hoạt động chế độ đẩy kéo do nó khi nó hoạt động với tần số lớn ấy nó như người con tụ cộng hưởng ở cái con tụ 0 mươi ba kìa nó lạp xả cực nhanh do đó mà nhà sản xuất họ có thể sản xuất được một con tụ cũng được chỉ số như thế cũng được nhưng đây họ sản xuất theo kiểu thành bốn con tụ chỉ số nhỏ tất nhiên là hai con này song song hai con này song song nhau thì với cái hai con tụ chỉ số nhỏ ấy, thì là cái sự phóng nạp mà tốc độ đóng ngắt của nó sẽ nhanh hơn mọi người nhé và nó có thể là nó sẽ tản nhiệt được tốt hơn nữa bởi vì chúng ta cứ tưởng tượng các electron hoặc là các ion ấy cứ tích điện rồi lại phóng đi tích điện phóng đi nó quá nhanh thì dẫn tới nó sẽ nóng bề mặt và có thể là nó nhanh nổ nó như vậy thì khi nhà sản xuất họ san ra như này thì có thể là nó sẽ tăng được cái độ bền lên mọi người nhé bây giờ mình thấy ứng dụng các bo mạch RO là họ đã san những con tụ mà mà nạp xả nhẹ nạp xả họ đã chia ra thành các con tụ nhỏ để cho nó gộp thành một cái dung lượng đủ đạt của họ Ờ mình sẽ kết thúc video này đây nhá. Hy vọng qua video mọi người này hiểu thêm về cái con tụ phần công suất của bếp từ. Chào tất cả mọi người.